Rồi, chào các bạn mọi người nha. Năm nay mình vay chiếc Kobe các bạn. Hỗ trợ cho xe ban chạy đất các bạn. Thấy các bạn. 03 Kobe co các bạn. Đang móc đất ruộng các bạn. Đây đây. Xe ban các bạn. Tết lượt các bạn. Tết lượt. Đây xem mình sẽ mình vay là cận cảnh chiếc Kobe 03. Mình múc dưới ruộng các bạn. Rồi đang móc đất nha bạn. Kobeco Yutomi SK03 đang móc với ruộng các bạn. Bữa nay là một ngày chiếc này không có quay các bạn, mình cố gắng mình quay thôi hay được các bạn, mình quay được thôi nha. Rồi xe ben hình như là cần đã đây rồi các bạn. Rồi đang chuyển các bạn. Đây 03. Rồi cái gì vậy? Rồi không có gì đâu. Đây. Tết lượt. Tết lượt các bạn. Rồi trở lại các bạn.
Rô cá gì vậy? Rồi không có hết các bạn. Các bạn thấy là cận cảnh chiếc Cobe 03 đang múc đất ruộng các bạn. Bữa nay mình quay xa xa, mình quay thấy rõ các bạn, cho bạn mọi người cùng xem nha. Xa xa có thấy rõ các bạn, cho bạn xem nha. Và bữa nay không đi lội ruộng được, sẽ mình đứng chỗ cái bến nhà mình quay các bạn, nhà chỗ bến nhà mình quay các bạn. Tới lượt giờ còn xe ban các bạn. Rồi trở lại các bạn. Rồi sao rồi, rồi đang chuyển các bạn, rồi chuyển nha. Rồi tới lượt. Còn đây 03. Các bạn thấy là cận cảnh chiếc Cobe 03 đang móc ở dưới ruộng các bạn. Rồi chào bạn mọi người nha. Bữa nay là sẵn mình Việt mình còn mua bộ cái áo trà trắng dành cho má của ông Vũ và cô Ba Phong cho các bạn mọi người cùng xem nha. Rồi xin tạm dừng kết thúc. Hẹn gặp lại trong tuần sau nha.